Chương Vũ, truyện kiếm hiệp, xin trân trọng giới thiệu Kỳ Kiếm Càn Khôn Lệnh, một tác phẩm kiếm hiệp đặc sắc của tác giả Trần Thanh Vân, qua diễn đọc Chương Vũ. Tiểu Linh càng nói hai má của nàng càng đỏ, chứng tỏ nàng kích động đến cực điểm. Lão phụ ngắt lời: "Ta đâu có nói bỏ qua." Nhưng lão phụ giơ tay nói: "Mọi việc phải từ từ theo sắp xếp, dục tốc bất đạt. Cựu nhân của chúng ta là địch nhân đáng sợ nhất võ lâm, không được đả thảo kinh xà. Hắn đã nhận lời trong vòng 3 tháng phải tìm ra hung thủ. Ta chờ đến ngày đó đi rồi sẽ tính." Tiểu Linh thở dài, đột nhiên thay đổi đề tài: "Kể cũng lạ, tại sao bỗng dưng hắn với Trúc Thái Hồng nhập lại làm một vậy?" Thì có lẽ trai tài gái sắc, vừa gặp nhau đã kết thành đôi." Tiểu Linh hừ một tiếng nặng nề, lộ vẻ đố kỵ. Khách phòng của Từ Gia Lão Điếm, Đông Phương Bạch và Trúc Thái Hồng đối ẩm. Ánh nến lung linh làm đôi má ửng hồng vì rượu của Trúc Thái Hồng như tỏa hào quang. Nàng trở thành một chiếc cầu vồng thật sự. Đông Phương Bạch say khướt trong ánh hào quang muôn màu ấy. Trúc Thái Hồng giờ đã hoàn toàn trấn tĩnh, nhẹ nhàng rót rượu, đưa mời rồi thỉnh thoảng lại mỉm một nụ cười liếc mắt. Nhưng người đối diện là Đông Phương Bạch lại cảm nhận những cử chỉ của nàng đoan trang lạ thường, không có chút nào là tà ý. Mỹ nhân già rượu làm cho Đông Phương Bạch không còn biết mình là ai nữa. Chàng bất thần nắm lấy tay của nàng, nói như đang nằm mộng: "Thái Hồng, nếu nàng thật sự là muội muội của ta thì hay biết mấy." Chúc Thái Hồng không kháng cự, nàng nhìn đôi mắt đang nhìn mình như muốn đốt cháy mình. Nàng nói: "Ta không muốn làm muội muội của công tử đâu." Đông Phương Bạch lúc này như bị nghẹn thở, nói: Vậy nàng sẽ là gì của ta? Ta muốn..." Nàng đưa ánh mắt nhìn ra cửa sổ rồi không nói tiếp. Đông Phương Bạch cảm thấy cơ thể của chàng như một khối thuốc nổ chực chờ nổ tung. Nhưng chỉ nói được có 2 tiếng, nàng liền dừng lại. Gương mặt của nàng như có một đám mây đen bao phủ. Vẻ hoan hỷ vừa rồi bỗng nhiên biến mất. Nàng nghĩ gì? Và định nói gì? Đông Phương Bạch hơi run run nói: "Thái Hồng nè, nói đi, nàng muốn là gì của ta?" Chúc Thái Hồng quay lại nhìn đăm đăm Đông Phương Bạch một lúc lâu. Nàng thở dài rồi nói khẽ: Ta không muốn gì hết." Đông Phương Bạch như bất thần bị rơi xuống vực sâu vạn trượng. Chàng phải cố gắng lắm mới nói được: "Không muốn gì hết." "Tại sao vậy?" "Bởi vì ta không xứng." Đông Phương Bạch trợn tròn mắt: Người nói ta không xứng?" Chúc Thái Hồng lắc đầu: "Không, đây là lời nói tự đáy lòng của ta. Thật tình ta không xứng. Nếu ta thật sự là muội muội của công tử, sẽ làm quen ố công tử, sẽ làm cho công tử nhục nhã, sẽ..." Nàng không nói tiếp nữa, chỉ thở dài ảo não, sắc diện đầy vẻ u ám. Làm quen ố, làm nhục nhã, những từ ngữ như vậy lại do một nữ nhân có sắc đẹp thiên kiều bá mỹ như nàng nói ra, dù trong trường hợp nào cũng không thể khiến người nghe chấp nhận cho được. Đông Phương Bạch lặng người, bàn tay cầm lấy tay của nàng vô tình siết chặt, mắt nhìn nàng trừng trừng không chớp. Nàng nói vậy nghĩa là sao? Nàng muốn gửi gắm điều gì qua những lời nói này? Đông Phương Bạch cố di động chiếc lưỡi: Thái Hồng à, ta không hiểu." Chúc Thái Hồng thở dài: "Sau này công tử sẽ hiểu, ta chỉ là một cây hoa dại ở bên đường. Công tử cho phép ta gọi bằng 2 tiếng đại ca là đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Ta không tham cầu bất kỳ một danh phận nào, bởi ta thật sự không xứng đáng." Dần hào quang biến mất, ánh sáng ở trong phòng cũng tối đi nhiều. Đông Phương Bạch như vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Ta không hiểu. Giọng của Trúc Thái Hồng dịu dàng. Đại ca, muội đã nói sau này đại ca sẽ hiểu mà. Tại sao không phải nói ngay bây giờ? Nàng nhăn mặt, dường như là bàn tay bị siết đau lắm. Nàng khẽ rút lại và nói. Ngay bây giờ ư? Không được. Xin đại ca đừng giận và cũng đừng bức muội. Bất ngờ có tiếng gõ cửa. Đông Phương Bạch quát mắt nhìn ra ngoài quát lớn. Kẻ nào? Lúc này có tiếng của tên tiểu nhị nói. Dạ thưa tiểu nhân đây. Có chuyện gì? Có người nhờ đưa vật này cho công tử. Đông Phương Bạch đến bên cửa mở hé đưa tay ra nhận rồi lập tức đóng lại. Về đến bên bàn xem ra là một phong thư. Ghé ánh nến đọc bất giác mặt biến sắc. Trúc Thái Hồng dịu giọng hỏi. Đại ca, chuyện gì vậy? Đôi mày của Đông Phương Bạch nhướng cao rồi nhíu lại. Không có gì, chỉ là một phong thư thôi. Ai chàng nắm lại, phong thư biến thành mớ giấy vụn. Trúc Thái Hồng vẻ quan tâm nói. Thư của ai vậy? Đông Phương Bạch không đáp, chỉ dằn tay xuống bàn nghiến răng. Đúng là phá hoại mà. Trúc Thái Hồng im lặng ngưng mục nhìn chàng. Lát sau Đông Phương Bạch cất giọng hòa quản. Thái Hồng, phòng của muội ở phía bên này, muội qua nghỉ trước đi. Nhớ đóng cửa cẩn thận, ta có việc đi một lát. Trúc Thái Hồng mở to mắt ra, đại ca có hẹn ư? Đông Phương Bạch gật đầu nói, có điều ta không quen biết đối phương, nhưng không thể không đi. Tiểu muội đi với đại ca nha. Đông Phương Bạch lắc đầu kiên quyết nói, không được. Dừng một lát, chàng dịu giọng như dỗ dành. Muội về phòng nghỉ ngơi đi. Không cần phải lo cho ta. Ta sẽ về ngay mà. Đi đi. Trúc Thái Hồng miễn cưỡng đứng dậy bước đi. Đông Phương Bạch chờ nàng đóng cửa xong rồi mới trở về phòng. Chàng thở dài lấy kiếm mang vào ra khỏi phòng. Trước khi bước đi, chàng còn nhìn thật sâu vào trong phòng của Trúc Thái Hồng. Cánh đồng cỏ bên ngoài từ gia tập. Trời vừa quá canh hai, trăng sáng vằng vặc, trời không một gợn mây. Đông Phương Bạch đứng sừng sững giữa cánh đồng, toàn thân của chàng đang đắm chìm ở trong ánh trăng như ngọc. Chàng đang chờ kẻ ước hẹn. Chàng ra đây, đối phương tự xưng là Bạch Mã Công Tử. Chàng chưa từng nghe cái tên này, hai cái ngoại hiệu này bao giờ. Đối phương không nói rõ mục đích của cuộc hẹn. Chàng cũng không thèm phí sức suy nghĩ nhiều. Chàng sẽ được biết ngay bây giờ thôi. Cánh đồng hoàn toàn vắng lặng. Chàng hồi tưởng lại dư vị ngọt ngào được ngồi đối ẩm với người ngọc. Và nghĩ về những lời nói của nàng. Nào là quen ố nhục nhã, cây hoa dại bên đường. Những lời lẽ như vậy làm sao có thể dùng với một thiếu nữ như nàng. Không lẽ nàng là danh hoa đã có chủ rồi, nên cố ý nói như vậy để thoát thác chăng? Chắc là không sai rồi. Cho đến giờ phút này, ngoài cái tên ra, mình có biết gì về nàng đâu. Vậy mà chàng đã là bảo vệ cho nàng rồi. Gió đêm lạnh lạnh lướt qua mặt, làm cho Đông Phương Bạch tỉnh táo hơn. Chàng bỗng tự hỏi mình đang làm cái gì vậy? Mình không thể. Nếu lúc này nàng cự tuyệt, nếu không có sự bất ngờ này thì đã xảy ra chuyện gì rồi? Một thoáng lạnh buốt chạy dài trong thân thể, chàng không dám nghĩ tiếp. Chàng không thể lỡ bước sai đường, di mệnh của tiên mẫu còn chưa thực hiện xong. Di mệnh của tiên mẫu cho chàng sức mạnh vượt qua mọi trở lực. Chàng hít một hơi dài ngẩng cao đầu ưỡn ngực chờ đợi. Phía bên kia là một cánh rừng, dưới ánh trăng cánh rừng càng thần bí hơn. Xa xa xuất hiện một kỵ mã. Ở dưới trăng, người kỵ sĩ như là đang lướt ở trong gió vậy. Đối phương đã đến, Đông Phương Bạch chấn chỉnh tinh thần. Song phương còn cách nhau năm trượng, kỵ sĩ xuống ngựa bước đến gần. Đối phương là một công tử quý tộc anh dũng, nhưng chẳng mang chút dốc dáng của kẻ giang hồ nào. Tuổi trạc 23-24, Hồng đang đeo một thanh trường kiếm, cán kiếm tua tủa bài phất phới, chui kiếm nạm ngọc lấp lánh. Gã thanh niên cất giọng lạnh lùng. Ngươi là Vô Trường công tử Đông Phương Bạch. Đông Phương Bạch bình thản. Chính tại hạ, bằng hữu là Bạch Mã công tử Mạc Văn Tuấn. Đông Phương Bạch giữ lễ nói.
Hạnh ngộ, không biết Mạc huynh hẹn tại hạ có điều chi chỉ giáo. Tỷ kiếm. Mạc Văn Tuấn buông gọn hai tiếng, âm điệu ôn hòa nhưng đầy vẻ kiên quyết. Tỷ kiếm. Đông Phương Bạch muốn cười nhưng không cười được. Chàng bình thản nói tiếp. Tại hạ xưa nay không tỷ kiếm với bất kỳ ai. Trước đây không có, từ nay về sau cũng sẽ không bao giờ có. Mạc Văn Tuấn hừ lạnh. Thì nói quyết đấu cũng được. Đông Phương Bạch cười nhạt. Quyết đấu? Mạc huynh, tại với người không quen không biết sao lại quyết đấu? Tại hạ khiêu chiến đó. Đông Phương Bạch cười lớn. Khiêu chiến? Mạc Văn Tuấn lạnh lùng. Ngươi đừng cười. Không phải tại hạ nói chơi đâu. Đông Phương Bạch nghiêm giọng nói. Nếu tại hạ không chấp nhận thì sao? Ngươi không thể cự tuyệt. Không chấp nhận cũng phải chấp nhận. Đây là cuộc đấu sinh tử. Chỉ có một người còn sống để rời khỏi nơi đây. Trừ phi ngươi dứt kiếm nhận thua, vĩnh viễn ra khỏi giang hồ, tại hạ có thể từ bỏ ý niệm giết người. Lời nói này bao hàm mùi tanh tưởi của máu, nhưng được nói bằng một khẩu khí bình thản, phong độ bất phàm. Đông Phương Bạch khẽ nhíu mày. Mạc huynh nói đây là cuộc đấu sinh tử sao? Không sai. Ít ra cũng phải có lý do chứ. Giọng của Mạc Văn Tuấn vẫn lành lạnh. Có lý do đầy đủ, người nghe có lẽ sẽ không cự tuyệt đâu. Tại hạ đang chờ nghe đấy. Mạc Văn Tuấn gằn giọng. Người hoành đao đoạt ái. Bốn tiếng hoành đao đoạt ái như những nhát đao chém vào đá. Đông Phương Bạch khẽ giật mình. Hoành đao đoạt ái ư? Nhưng chàng lấy lại sự bình tĩnh, giọng bình thản hỏi. Mạc huynh nói như vậy nghĩa là sao hả? Mạc Văn Tuấn phá lên cười. Giọng điệu của hắn làm cho người ta lạnh cả người. Đông Phương Bạch, ngươi hiệu xưng là Vô Trường công tử, bản nhân là Bạch Mã công tử. Vì phong độ của hai chữ công tử ta mới khách khí với ngươi. Không ngờ ngươi còn ngoan cố giả đò không hiểu, thật khiến cho ta thất vọng quá đi. Đông Phương Bạch vẫn thản nhiên. Mạc huynh phong độ hơn người, việc gì phải giấu đầu giấu đuôi như vậy? Ừ, vậy thì ngươi nghe đây. Chúc Thái Hồng là người của bản công tử đây. Vì một sự hiểu lầm nhỏ mà nổi giận, và nàng đã bỏ đi. Công tử từ ngàn dặm đuổi theo, không ngờ ngươi thừa cơ hội đoạt lấy đem về khách điếm. Đó không phải là hoành đao đoạt ái sao? Ta khiêu chiến với ngươi chưa đủ sao? Một quan vẫn sắc nhọn của Mạc Văn Tuấn trở thành hữu chất, trở thành như là cây dao nhọn. Đông Phương Bạch ngẩn người, xem ra bông hoa quý này đúng là đã có chủ. Vậy những lời nói cùng những thái độ trong khách điếm lúc nãy rõ ràng là có mục đích. Nhưng việc nàng được Bất Di lão nhân thu nạp thì giải thích thế nào? Những điều mà Mạc Văn Tuấn nói đều là sự thật. Trong tâm khảm của chàng, Chúc Thái Hồng đã là một hình tượng hoàn mỹ, cũng giống như là món đồ chơi mà trẻ con đã yêu thích, đã không cho phép bất kỳ ai động đến. Nhưng giờ đây hình tượng ấy đã bị người chà đã phá vỡ. Trong lòng của chàng trỗi dậy một cảm xúc khó tả, như oán như thương, như bị xúc phạm, kèm theo một cảm giác chơi vơi mất mát. Tuy ở trong lòng đầy sóng gió, nhưng Đông Phương Bạch không thể mất phong độ. Chúc Thái Hồng là người nào của Mạc huynh vậy? Là người trong tâm khảm của ta. Đông Phương Bạch gật gù. Xin hỏi có phải Mạc huynh cùng là người tâm khảm của nàng? Mạc Văn Tuấn thoáng bối rối. Đương nhiên. Hai tiếng đương nhiên có lẽ hơi miễn cưỡng và có một chút đơn điệu, như có sự gượng ép đến nực cười. Đông Phương Bạch cảm nhận được câu nói đó. Với tài mạo của Chúc Thái Hồng, đừng nói là nam nhân, cả nữ nhân gặp còn phải động lòng nữa là. Vấn đề đã sáng tỏ được phần nào. Chàng khẽ mỉm cười nói. Có thật đúng như lời của Mạc huynh nói không? Mạc Văn Tuấn nhíu mày. Ngươi nói vậy nghĩa là sao? Tại hạ sẽ chứng minh ngay bây giờ. Mạc Văn Tuấn hơi ngẩn người. Một quan chớp động nói. Đông Phương Bạch, ngươi không có tư cách để làm điều đó, mà cũng không cần thiết phải làm như vậy. Bản nhân cùng ngươi quyết đấu, nếu ngươi còn sống thì nàng sẽ thuộc về ngươi. Đông Phương Bạch nhếch mép nói. Vì một nữ nhân mà phải liều mạng sao? Mạc Văn Tuấn cười lớn. Nàng không phải là hạng nữ nhân tầm thường đâu. Nàng là thiên tiên tái thế đó. Muốn được nàng thì phải trả một giá,
huống chi là bản nhân lấy danh dự của người võ sĩ khiêu chiến với người. Đừng nhiều lời, chuẩn bị rút kiếm đi. Bàn tay phải của Mạc Văn Tuấn đã chạm vào đốc kiếm. Vẻ mặt của hắn kiên quyết, mục quan của hắn hiện đầy vẻ sát khí. Đông Phương Bạch cau mày ngẫm nghĩ. Mạc Văn Tuấn lại lên tiếng thúc giục. Rút kiếm đi. Đông Phương Bạch lẩm bẩm. Rút kiếm. Mạc Văn Tuấn gằn giọng. Hai tiếng rút kiếm quá rõ ràng. Có gì phải đắn đo? Không dám. Sợ chết sao? Đông Phương Bạch chưa thể quyết định, chàng cố trì quẩn. Mạc huynh, kiếm của tại hạ không thể rút ra một cách tùy tiện. Thành danh không dễ. Một khi rút kiếm ra tất phải có phần phân cao hạ đó. Mạc Văn Tuấn nóng nảy ngắt lời. Người nói không đúng. Kiếm rút ra là phải có kẻ sống người chết, không chỉ phần cao hạ thôi đâu. Dứt lời liền rút kiếm, thần kiếm phản chiếu ánh trăng lung linh như bích ngọc. Mạc Văn Tuấn khẽ búng nhẹ vào thân kiếm. Keng! Một tiếng ngân trong trẻo vang lên, như mũi kiếm nhọn đâm vào lòng người. Đông Phương Bạch vẫn bình tĩnh nói. Mạc huynh không thay đổi chủ ý chứ? Thật là tức cười. Nếu ngươi sợ thì còn đến đây làm chi? Lời nói rõ ràng có ý khiêu khích. Đông Phương Bạch không nổi giận. Không phải không dám mà là không muốn. Đông Phương Bạch, ngươi đừng có làm bộ nói ra vẻ đàng hoàng. Ngươi là cái thứ ngụy quân tử. Ngươi giết kim sư tử, tuy giả danh hiệp nghĩa mà thủ đoạn tàn bạo. Người như ngươi không xứng với Thái Hồng đâu. Ngươi làm ô uế nàng, ngươi làm sỉ nhục cho nàng đó. Đông Phương Bạch là người chứ đâu phải tượng đất. Lòng tự trọng bị xúc phạm, dinh dự bị chà đạp. Ông phu hàm dưỡng có cao thâm đến mấy cũng không thể nào nhịn nổi. Mặt của chàng bắt đầu nóng lên. Mạc Văn Tuấn giơ cao kiếm giọng cao ngạo. Đông Phương Bạch, nếu người quăng kiếm thề lui khỏi giang hồ, thì đêm nay bản nhân tha cho ngươi. Giọng khiêu khích càng lúc càng gay gắt. Đông Phương Bạch giọng lạnh như băng nói. Mạc Văn Tuấn, người bức ta rút kiếm, chỉ mong ngươi đừng có hối hận đâu. Xoảng! Thanh trường kiếm đã ra khỏi vỏ, đen trụi trụi, không có chút ánh sáng nào, tự như là một thanh sắt của các đạo sĩ dùng làm phép, không giống món binh khí chút nào cả. Song kiếm giơ lên cao, một lung linh hào quang, một đen trụi, tạo thành sự đối lập đến nực cười. Mạc Văn Tuấn hừ nhẹ, tỏ ý khinh thường. Đông Phương Bạch chuyển đôi dòng mục của mình quét mắt một vòng. Với nguyên tắc tam bất của chàng, nguyên tắc đầu tiên là có người thứ ba không bao giờ động đến kiếm. Trong lúc này chàng vẫn không quên. Mạc Văn Tuấn là người khiêu chiến, tùy binh khí của đối phương có vẻ tầm thường, nhưng vì đó là một trận quyết chiến nên y không dám sơ suất. Sắc diện của hắn ngưng động như được đúc bằng đồng, song phương bài thế thủ. Đông Phương Bạch nói thầm. Thái Hồng ơi, ta vì nàng mà động kiếm, nhưng không phải vì muốn chiếm đoạt nàng, mà vì vinh dự của một người võ sĩ. Nàng nói nàng cần sự bảo hộ của ta, chỉ mong ta hành động đúng. Không khí như cô động trong giây lát rồi bỗng. Sát! Tiếng hét vang động. Hai đạo quang một sáng một tối chớp lên giao nhau. Keng keng keng. Tiếng kim khí chạm nhau ngân dài. Càng về giữa càng cao vút, sau đó là hai thanh kiếm như hút chặt vào nhau. Tất cả các cử động chỉ xảy ra trong cái chớp mắt rồi ngưng động. Nhưng tư thế vốn là như vậy chưa từng có cử động nào xảy ra. Sắc mặt của Mạc Văn Tuấn càng lúc càng tái, ở trên trán mồ hôi tuôn ra từng giọt lăn dài xuống má. Trong một thoáng vạn vật như dừng lại. Lại một tiếng quát trầm trầm vang lên. Một luồng ngân quang xẹt lên, một vật hình vòng cung rơi ở ngoài năm trượng. Gương mặt anh Tuấn của Mạc Văn Tuấn biến dạng. Đông Phương Bạch từ từ thu kiếm trở về. Mạc Văn Tuấn rung giọng thét lớn. Tại sao ngươi không giết ta? Giọng của Đông Phương Bạch bình thản đến lạnh lùng. Không cần thiết phải như vậy. Mạc Văn Tuấn nghiến rằng, hôm nay ngươi không giết ta, ngươi sẽ hối hận đó. Chắc không đến đổi như vậy đâu. Mạc Văn Tuấn quay người phóng mình lên ngựa ra rồi, bóng trăng mờ dần rồi mất hút. Đông Phương Bạch khẽ thở dài quay sang thanh kiếm của Mạc Văn Tuấn bỏ lại,
nhưng thanh kiếm đã không cánh mà bay. Chàng quay lại chỗ cũ để đoán định lại một lần nữa điểm rơi của thanh kiếm. Nếu không có gì lầm lẫn thì thanh kiếm phải rơi trên bãi cỏ cách rừng liễu ba trượng. Sao bây giờ lại mất tích? Có kẻ thứ ba trong bóng tối chăng? Chàng ngẩng đầu quan sát bốn phía một lần nữa. Đồng cỏ này chỉ có một cách tiếp giáp vào rừng liễu. Ba phía còn lại trống đến tận chân trời. Nếu có người mai phục chắc chắn là ở trong rừng liễu chứ không sai. Nhưng đối phương lấy ly thanh kiếm của Mạc Văn Tuấn để làm gì? Và có mục đích gì đây? Vô tình hay cố ý làm như vậy? Bất giác chàng đứng ngẩn người ra. Sực nhớ ra điều gì, chàng phóng người vào rừng liễu lục soát một hồi. Đến cuối rừng vẫn không tìm thấy đâu tung tích. Chàng nhíu mày rồi lẩm bẩm. Quái lạ thật mà. Đêm đã quá canh ba. Từ gia tập đang đắm mình trong ánh nguyệt quang. Trên đường không một bóng người. Thỉnh thoảng mới thấy ánh đèn mờ nhạt hắt ra ngoài. Không khí yên tĩnh đến thanh bình. Nhưng ở trong lòng của Đông Phương Bạch thì không yên tĩnh chút nào. Chàng bị cuộc ước đấu của Bạch Mã công tử Mạc Văn Tuấn quấy nhiễu. Chiếc cầu vồng ngũ sắc ở trong lòng chàng đã bị biến dạng đi ít nhiều. Thêm nữa, binh khí của đối phương lại biến mất một cách thần bí. Chàng không thể thủ tiêu những thường lệ vẫn làm. Việc này có thể dẫn đến những tác hại khôn lường, làm ảnh hưởng lớn đến hành động của chàng về sau. Chúc Thái Hồng giờ chắc đang sai nhất điệp. Giờ giấc này đương nhiên chàng không muốn làm kinh động đến điếm gia. Đi vòng ra cửa sau, phi thân vượt tường vào bên trong, lẳng lặng trở về phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng. Đèn hãy còn sáng, bàn đã dọn sạch, đảo mắt một vòng xong bước sang phòng bên cạnh. Do dự một lát, chàng cất giọng khẽ gọi. Thái Hồng. Không có ai trả lời, chàng cao giọng gọi luôn mấy lượt, trong phòng vẫn yên tĩnh. Trong lòng của Đông Phương Bạch bắt đầu dấy lên một nỗi hồ nghi. Dù ngủ có sai cách mấy cũng phải nghe tiếng chàng gọi chứ. Ấp tai vào cửa phòng nghe ngóng, không nghe thấy tiếng hô hấp. Dùng tay khẽ đẩy một cái cửa phòng chỉ khép hờ. Đèn ở trong phòng đã tắt, chỉ thấy một màn tối đen. Đông Phương Bạch cao giọng gọi. Thái Hồng. Vẫn không có ai thưa. Hay là đã xảy ra sự cố gì rồi? Lòng của chàng như lửa đốt. Một mỹ nữ như Thái Hồng trú ở trong khách điếm sẽ khơi gợi sự chú ý của bọn bất lương. Đông Phương Bạch trở về phòng, đốt cây nến lên, rồi trở qua phòng của Chúc Thái Hồng. Vừa bước vào phòng, trái tim của chàng như bị ai đó bóp chặt. Phòng trống trơn, chăn màn xếp ngay ngắn để nơi đầu giường, chứng tỏ Thái Hồng chưa hề nằm lên giường. Vậy nàng đi đâu? Nàng bỏ đi không một lời cáo biệt sao? Nhưng chính nàng chủ động cầu mình bảo hộ cho mà. Thái Hồng, chiếc cầu vồng không ai có thể nắm giữ được chăng? Hay là nàng biết mình ước hỏi cùng với Mạc Văn Tuấn nên trở về trong tay của hắn rồi? Đông Phương Bạch ngây người ra như tượng gỗ. Bỗng sau lưng của chàng bên ngoài cửa phòng có tiếng quát khẽ. Đứng im. Đông Phương Bạch hơi giật mình. Giọng trầm hỏi. Bằng hữu ở phương nào? Vẫn giọng nói khi nãy, không được cử động, cũng không được quay đầu lại. Chỉ cần ngươi động đậy một chút là phi đao sẽ ghim vào bối tâm của người ngài. Bằng hữu có điều chi chỉ giáo? Tuy giọng nói trầm tĩnh, nhưng ở trong lòng Đông Phương Bạch khó thể diễn tả bằng lời. Từ ngày xuất đạo cho tới giờ chưa bao giờ gặp phải trường hợp này. Nếu không phải vì lo lắng cho Chúc Thái Hồng thì chàng đâu đến nỗi sơ suất đến như vậy. Đối phương đột ngột xuất hiện, phải chăng có liên quan đến Chúc Thái Hồng? Vẫn giọng nói đó lên tiếng. Nếu không có thượng lệnh thì... Đối phương đột nhiên bỏ lửng câu nói. Đông Phương Bạch mỉm cười. Thì sao? Thì Vô Trường công tử ngươi đã sớm về chầu Diêm Chúa rồi. Đông Phương Bạch gật gù. Ồ, vậy sao? Thanh âm chưa dứt, Đông Phương Bạch bất thần nhích động thân mình xẹt ngang ba bước, cây nến trên tay cũng rơi xuống đất tắt ngầm. Sở dĩ chàng dám hành động như vậy là vì nghe khẩu khí của đối phương, chàng phán đoán đối phương không dám giết người. Chỉ cần đối phương do dự trong một cái tích tắc đã đủ để cho chàng hành động, và chàng đã thành công. Đèn tắt, thành ra trong tối ngoài sáng, Đông Phương Bạch tức tối quay người lại nhìn ra cửa. Chỉ nghe phập
Tiếng phi đao cắm trên mặt bàn, tiếp đó bóng người chớp động. Đông Phương Bạch phóng mình ra cửa, bóng người mất hút ở đầu tường phía tây. Với thời gian và khoảng cách như vậy chứng tỏ thân thủ của đối phương rất tầm thường. Đông Phương Bạch thấy không cần thiết phải đuổi theo nữa. Chàng trở vào phòng nhẹ nhàng sờ trên mặt bàn. Quả nhiên là một ngọn phi đao có kèm theo một mảnh giấy. Không cần nói cũng biết đó là kiểu đưa thư của người trong giang hồ. Đông Phương Bạch lấy ngọn đao rồi trở về phòng mình. Trên mảnh giấy ghi mấy chữ: thỉnh giá tại Đại Thạch Kiều, phía đông tập, cung hầu. Không để tên người gửi. Đông Phương Bạch trầm tĩnh bước đi trên cầu. Mặt cầu lát đá xanh rộng 8 thước, dài chừng 6 trượng. Thành cầu cao, đi trên cầu như đi trong đường hầm. Bên kia đầu cầu có một vạt đất trống. Bỗng Đông Phương Bạch phát hiện có một người nằm ngửa trên dãy đường. Trong nhất thời chàng không thể đoán định đó là người còn sống hay là một tử thi. Trong lòng chàng thoáng có một nỗi lo âu. Tiến lên mấy bước định thần nhìn kỹ, đầu chàng như muốn vỡ tung. Người nằm đó không những là một tử thi, mà còn là một tử thi máu thịt bầy nhầy, không còn một chỗ nào là lành lặn. Dưới ánh trăng, máu đông lại biến thành màu đen. Chàng lập tức liên tưởng đến cái chết của Lưu Lãng, Thái Hành Chi Ưng Tô Phi và Tổng Hương Chủ Thạch Hổ của Thái Dương Bang. Cả ba người trước sau đều thảm tử dưới cùng một thủ pháp, còn người ngộ hại này là ai? Căn cứ vào ba người chết trước đây đều là những nhân vật nổi danh trên giang hồ, thì người nằm đây chắc cũng không phải là hạng vô danh. Vậy mục đích của kẻ giết người vô nhân tính này là ai? Không lẽ cái án sát nhân này lại chồng lên đầu của mình một lần nữa? Chàng mới nghĩ đến đó thì đã có bóng người xuất hiện. Đông Phương Bạch quay lại đối diện với người vừa xuất hiện đó. Một trung niên hán tử đôi mắt lấp lánh hàn quang. Bản tòa tự giới thiệu, Thái Dương Bàn phó ban chủ Lý Cùng. Trung niên hán tử mở miệng, giọng nói như là chuông ngân vậy. Đông Phương Bạch ôm quyền nói: hạnh ngộ. Chưa chắc là hạnh ngộ đâu, có gì chỉ giáo? Ngươi không phải đã giết người hay sao? Giết người? Đông Phương Bạch không khỏi kinh ngạc, vì hắn sớm đã biết sẽ xảy ra những chuyện tương tự như vậy. Phó ban chủ muốn nói là vị này. Chàng đưa tay chỉ vào cái xác chết. Đúng vậy, hắn chính là giám sát của bổn ban Hà Kế Vũ. Tại hạ chỉ có thể nói hai chữ là không phải. Lý Côn hai mắt đỏ ngầu như muốn giết người nói: Vô Trường công tử, người trước ra tay giết Tô Đường chủ, rồi đến Thạch Tổng Hương chủ, người có thể phủ nhận? Thiết trưởng lão lão cho người cơ hội 3 tháng giao ra hung thủ, vì vậy bổn ban tạm thời không truy cứu. Giờ ngươi lại ra tay giết chết giám sát của bổn ban là Hà Kế Vũ, chứng cớ ràng ràng, ngươi còn dám chối? Dám làm mà không dám nhận sao? Đông Phương Bạch cười nhạt nói: Ai đã đích mắt nhìn thấy tại hạ đến đây và còn nhìn thấy tại hạ giết người nữa? Đương nhiên là có rồi. Đông Phương Bạch hơi có chút kinh ngạc nói: Người nào? Bạch Mã công tử Mạc Văn Tuấn. Mạc Văn Tuấn đầu hôm hắn ước hẹn với tại hạ quyết đấu, nửa đêm thì hắn lại chỉ tại hạ là hung thủ. Rất là mới lạ, cũng rất là ngây thơ. Chỉ bằng vào những lời nói một chiều của hắn, phó ban chủ tin tưởng là thật, còn nói là bằng chứng ràng ràng. Thật là buồn cười. Ta tuyệt đối tin tưởng hắn. Ồ, có lý do gì không? Sự thật sẽ trả lời ngươi. Nói xong hắn quýt sáo một hồi, rồi giơ tay phải lên phất nhẹ vào không trung. Đông Phương Bạch đoán không ra đối phương định giở trò gì. Không lâu trên cầu chợt xuất hiện 2 bóng đen đang khiêng đến một vật gì đó lù lù, hình như là một cái thây người. Đông Phương Bạch hoang mang, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lý Côn hướng về phía chàng và nói: Mời lên cầu nhìn sẽ hiểu rõ thôi. Đông Phương Bạch muốn hỏi rõ ràng minh bạch, nhưng nhìn bộ dạng của đối phương chàng biết rõ, có hỏi thì cũng chẳng được gì. Đông Phương Bạch hướng trên cầu đi tới. Một thi thể nằm bất động ở trên cầu. Đông Phương Bạch vừa nhìn qua không khỏi buộc miệng kêu lên thành tiếng.
Cái thầy đó chính là kẻ một canh giờ trước đây quyết đấu với chàng, Bạch Mã công tử Mạc Văn Tuấn. Thân thể máu thịt bầy nhầy, lại là tên Ma Dương hung thủ giết người theo cách ác độc nhất. Chàng đứng đờ người ra, toàn thân rung lên. Ngay lúc này chợt mấy ngọn đuốc được thắp sáng lên. Mỗi bên đầu cầu có hơn 50 cung tiễn thủ. Đầu tên có đốt lửa, đang hướng về phía chàng chờ lệnh. Đông Phương Bạch giật mình nhìn tình thế, biết mình đã bị bao vây. Ở dưới cầu dòng nước chảy xiết, chàng lại không có kỹ năng bơi lội. Ba bên bốn bề đều là tuyệt lộ. Đông Phương Bạch cho dù võ công tuyệt thế, bình tĩnh đến đâu cũng không khỏi lo lắng. Cho dù có thể bay cũng không thể nào thoát khỏi sự nguy hiểm của tên lửa. Mũi tên không bị giới hạn bởi không gian. Hơn nữa, hắn đâu có cánh nên dù có muốn cũng không thể bay được. Thanh âm của Lý Côn lúc này bỗng vang lên. Đông Phương Bạch, đêm nay là ngày chết của ngươi. Ngươi phải trả giá cho việc làm của mình. Tại hạ không phải là hung thủ, không cần nói nhiều, bắn tên. Những tia lửa chói lòa bao phủ bầu trời với những cái đuôi kéo dài về phía giữa cây cầu. Tên nhọn có thể xuyên người rõ ràng là một trận mưa bão giết người. Đông Phương Bạch không kịp suy nghĩ, như là bản năng, quát lên một tiếng cất người lên cao hai trượng. Quả tiễn sượt ngang ở dưới chân, nhưng chàng không thể giữ mãi thế ở trên không trung. Lượt tên thứ hai phóng tới, xem ra đêm nay chàng khó lòng thoát khỏi tai kiếp. Nhưng cầu sống là bản năng của con người, hết đà, Đông Phương Bạch quát lớn một tiếng, thân hình xoay tích, điểm chân trên thành cầu lần thứ hai. Thân hình của chàng lại bốc cao lên không trung, quả tiễn hướng lên cao trên không khó bề xoay sở. Bắp chân của Đông Phương Bạch đau nhói, chân khí phát tiết, thân hình của chàng mất đà, rơi vào khoảng không bên hông cầu. Tên xuyên da thịt, lửa cháy áo quần. Đông Phương Bạch không còn suy nghĩ gì nữa. Thân hình đã hạ xuống thấp hơn thành cầu vô phương bấu víu. Nhưng trong một cái chớp mắt đó, chàng còn có dịp nhìn thấy một chiếc thuyền nhỏ nhanh như chớp lướt tới. Chưa kịp nhận ra người ngồi ở trên thuyền, chàng đã rơi bịch vào lòng thuyền. Chiếc thuyền không giảm tốc độ vượt qua thạch kiều trôi đi dung dút. Trên bờ có nhiều tiếng quát tháo vang lên, dừng lại, cập bờ. Nhưng thuyền vẫn cứ trôi đi. Đông Phương Bạch rơi xuống rất mạnh, làm cho thuyền chao đảo. Nước bắn vào thuyền, vừa khéo làm tắt đi những chỗ áo quần bị cháy. Nhưng những chỗ bỏng ở trên da giờ mới thấy đau nhức kinh hồn. Đông Phương Bạch hoàng hồn nhìn lại người ngồi ở trên thuyền đang ra sức chèo. Chàng nghĩ đây quyết chẳng phải là chuyện ngẫu nhiên. Trong những trường hợp này, ngư dân bình thường chắc chắn sẽ tránh xa, có đâu lại dám bén mảng đến gần, lại vừa vặn đón lấy người từ ở trên rơi xuống như vậy. Thuyền qua khỏi một khúc quanh thì dừng lại. Gã chèo thuyền buông mái dầm quay lại, một hán tử trạc 30 tuổi, không có dáng dấp của người giang hồ, hoàn toàn là một ngư lang thân hình khá vạm vỡ. Đông Phương Bạch nghiến răng nhịn đau, chàng chống tay ngồi dậy, xin hỏi cao danh quý tánh của đại ca. Gã ngư lang cười hì hì. Tiểu nhân là Tưởng Đại Ngưu, chuyên nghề đánh cá ở trên sông. À, thì ra là Tưởng đại ca. Gã ngư lang xua tay nói, không dám nhận hai tiếng đại ca, công tử gọi là Đại Ngưu được rồi. Dừng một lát y nói tiếp, thương thế của công tử. Đông Phương Bạch gượng cười, chút thương tích ở ngoài da có đáng gì. Đại Ngưu tạc lưỡi nói, đáng tiếc tiểu nhân không biết trị thương, còn muốn tìm đại phu chắc phải vào ở trong tập. Không biết, không sao đâu, trong người của ta có thuốc mà. Vừa nói chàng vừa lấy ở trong ngực ra một bình ngọc nhỏ, đổ ra hai hoàng thuốc to bằng hạt nhân, nuốt vào một hoàng còn một hoàng nhai nát rồi đắp lên vết thương. Xong chàng nhìn Tưởng Đại Ngưu hỏi, Đại Ngưu, chắc không phải tình cờ đi ngang qua Đại Thạch Kiều chứ? Tưởng Đại Ngưu nhe răng cười nói, không, có người cho tiểu nhân một đỉnh bạc, dạy phải làm như vậy, sống ở trên sông cực khổ lắm. Có đỉnh bạc này tiểu nhân lên bờ tìm kế sinh nhai. Đông Phương Bạch nhíu mày nói, người nhờ Đại Ngưu dốc dáng như thế nào? Tưởng Đại Ngưu lắc đầu nói, tiểu nhân không nhìn thấy người. Không nhìn thấy người? Tưởng Đại Ngưu xác nhận, đúng vậy. Tiểu nhân đang đánh cá ở phía thượng lưu của Đại Thạch Kiều, bỗng có người ở trên bờ ném một đỉnh bạc xuống thuyền, bảo phải làm như vậy.
Vừa đến gần chưa kịp lên tiếng thì công tử đã rơi xuống, may mà rơi trúng thuyền. Trong đầu của Đông Phương Bạch chợt lóe lên một tia sáng. Chàng nhớ tới người đã bí mật giúp cho chàng thoát khỏi quỷ thụ lâm. Việc này rất có thể là một kiệt tác của hắn. Nhưng tại sao hắn lại tỏ vẻ thần bí như vậy? Tại sao hắn phải làm như vậy? Vấn đề này chàng phải gác lại, chờ có thêm dữ kiện rồi sẽ tra xét sau. Chàng lấy ra một đỉnh vàng rồi nói: Đại Ngưu, đà tạ ngươi đã cứu mạng, chút quà mọn không đủ báo đáp ngươi nhận lấy. Dứt lời chàng ném đỉnh vàng qua cho hắn. Tưởng Đại Ngưu tiếp lấy ấp úng nói mấy lời đa tạ, xong một mở lớn nhìn Đông Phương Bạch: Đại Ngưu ca, hẹn tái ngộ. Dứt lời Đông Phương Bạch đứng lên nhảy lên bờ, vết thương lại bắt đầu đau nhức. Trăng đã lặn, trời một màu tối đen, gà gái sáng đã đến lượt thứ hai. Đông Phương Bạch đã về đến phòng, lập tức đổ vật lên giường. Tuy nói là chút thương ngoài da, nhưng vết thương lại bị lửa đốt. Thêm nữa hai ngày nay, chàng đã được nghỉ ngơi gì đâu. Nội lực giảm sút, điều cần kiếp bây giờ là phải ngủ một giấc cho lại sức. Đại ca. Từ ngoài cửa truyền vào giọng nói của Chúc Thái Hồng. Đông Phương Bạch phấn chấn tinh thần: Thái Hồng, vào đây. Chúc Thái Hồng tiến vào trong phòng, vừa dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ vừa nói: Đại ca đi cả đêm không về, muội à. Đến lúc này nàng mới thấy áo quần trái xém của Đông Phương Bạch lại thêm vết thương nơi chân, khiến má hồng tái nhợt đứng chết lặng trước giường. Nàng run giọng nói: Đại ca thọ thương sao? Đông Phương Bạch gượng cười: Không có gì, chỉ một vết thương ngoài da. Ở trong lòng chàng nghe ấm áp lạ, được một người quan tâm mà lại là một mỹ nhân, đương nhiên cảm giác phải khác chứ. Chúc Thái Hồng châu mày: Đại ca đừng làm bộ ra vẻ nhẹ nhàng nữa. Tiến lên mấy bước cúi xuống xem một lát, giọng của nàng có vẻ hơi lạc đi. Vết thương hình như do tiễn thương cộng thêm quả thương. Đông Phương Bạch hơi giật mình: Làm sao muội biết? Tiểu muội có học qua y thuật. À, thì ra là vậy. Đừng nói nhiều nữa, đại ca nằm xuống đi, tiểu muội coi thử. Đông Phương Bạch y lời nằm xuống. Chúc Thái Hồng sắn tay áo, để lộ ngọc thủ khiến người nhìn thấy phải mê hồn. Đầu tiên nàng dùng mấy ngón tay mềm mại mát lạnh điểm mấy nơi huyệt đạo, sau đó xé bỏ ống quần. Lúc này các vết bỏng từ đầu gối trở xuống đã rợp lên những bong bóng nước. Nàng dịu dàng hỏi: Đại ca có đau không vậy? Đông Phương Bạch lắc đầu nói: Không đau. Mà chàng không đau thật. Chẳng những không đau mà những chỗ được nàng vuốt ve còn phát sinh một cảm giác mát dịu truyền đi khắp châu thân. Chúc Thái Hồng lại lên tiếng: Đại ca đã dùng thuốc rịn vết thương, xem ra vết thương lớn không thành vấn đề, còn các vết bỏng để muội lấy thuốc thay cho. Dứt lời lập tức quay người đi ra khỏi phòng. Thiếu chút nữa Đông Phương Bạch buộc miệng bảo nàng đừng đi khỏi phòng. Chúc Thái Hồng chỉ đi lấy thuốc mà, chàng cảm thấy như lâu lắm vậy. Chúc Thái Hồng trở lại, mang theo giải mịn và một bình thuốc. Nàng lấy thuốc ngâm vào chén trà, rồi sau đó nhẹ nhàng dùng tay thoa lên các vết bỏng. Đông Phương Bạch cảm thấy mát lạnh ở dưới chân không còn bỏng rát như lúc nãy. Chúc Thái Hồng lấy giải băng kín các vết bỏng, động tác nhanh nhẹn thành thục, xem ra nàng không chỉ có học qua y thuật mà còn là một cao thủ nữa là. Chúc Thái Hồng thở ra nói: Đại ca, xong rồi, chừng 7 ngày sau là bình phục. Đông Phương Bạch mở mắt ra: Thái Hồng, xin đa tạ. Đại ca nói như vậy là coi tiểu muội như người ngoài rồi. Đông Phương Bạch đỏ mặt, rồi chàng lái sang chuyện khác. À, lúc ta trở về, thấy muội không có ở trong phòng, mà hình như muội cũng chưa từng lên giường nằm. Lúc đó muội đi đâu vậy? Vừa nói chàng vừa lưu ý dò xét sắc mặt của Chúc Thái Hồng. Nàng hơi e lệ nói: Muội không yên tâm nên cứ ngồi ở bên bàn chờ. Đến nửa đêm không thấy đại ca về nên ra ngoài tìm. Nhưng mà đi ra ngoài đã nghe nhà ở bên có tiếng rên, nhất thời hiếu kỳ muội ghé qua xem thì ra nhà bên có người phụ nữ khó sinh. Nói tới đây nàng dừng lời. Đông Phương Bạch đỡ lời: Ta biết rồi, muội đi làm bà mụ chứ gì. Chúc Thái Hồng gật đầu. Chàng nhìn Chúc Thái Hồng rồi chợt nhớ đến Bạch Mã công tử Mạc Văn Tuấn. Lời nói của hắn vẫn còn văng vẳng ở bên tai.
Nàng là người của bản công tử, vì một sự hiểu lầm nhỏ mà giận dữ bỏ đi, từ ngàn dặm đuổi theo. Nàng có thật là người của hắn không? Còn bây giờ Mạc Văn Tuấn đã phơi thay nơi Đại Thạch Kiều. Đại ca sao lại nhìn tiểu muội như vậy? Ta có một câu chuyện muốn nói với muội. Chúc Thái Hồng ngẩng mặt lên rồi nói: Đại ca hỏi đi, muội có quen biết với Mã công tử Mạc Văn Tuấn không? Giọng của chàng như hơi run run. Chàng như sợ phải nghe câu trả lời mà chàng vừa sợ vừa muốn nghe từ nàng. Chúc Thái Hồng nhìn thẳng vào mắt của chàng. Trên gương mặt thanh tú của nàng không hiểu lộ một cảm xúc đặc biệt nào. Chỉ có đôi mày hơi chau lại rồi khẽ thở dài. Tại sao bỗng dưng đại ca lại hỏi đến người này? Phản ứng của nàng làm cho Đông Phương Bạch hơi ngạc nhiên. Không trả lời câu hỏi của nàng, lại hỏi vấn thêm: Muội quen biết hắn sao? Quen thì không, biết thì có. Muội với hắn không có quan hệ đặc biệt gì. Chúc Thái Hồng tròn mắt: Quan hệ đặc biệt? Rồi lắc đầu nói tiếp: Mạc Văn Tuấn nổi danh là công tử đa tình ở vùng Nam Dương. Hắn có lúc đi theo quấy nhiễu tiểu muội, nhưng tại sao đại ca lại nhắc đến hắn ở đây? Đông Phương Bạch cảm thấy khó hiểu. Mạc Văn Tuấn nói vẻ như là người thân mật lắm, lại còn là vì nàng mà không kể đến cả sinh mạng sống của mình. Nàng nói như vậy, trong hai người ai nói thật ai nói dối đây? Suy nghĩ một lát, chàng mới nghĩ đến việc đã xảy ra, rồi kể lại một lượt, vừa nói vừa xem phản ứng của nàng. Lúc nói việc Mạc Văn Tuấn bị thảm sát ở trên Đại Thạch Kiều, nàng chỉ biểu hiện một chút kinh ngạc, không có vẻ gì là đau thương cả. Chúc Thái Hồng giọng run run: Đại ca thật là đáng sợ. Ở tại Trúc Lâm, tiểu muội đã nhìn thấy thi thể bị dập nát của Thạch Tổng Hương Chủ. Tên hung thủ này chắc là điên rồi. Đông Phương Bạch thở dài: Nếu hắn không phải là người điên thì cũng gần gần đến mức điên rồi. Chúc Thái Hồng đứng dậy: Trời sắp sáng rồi, đại ca nghỉ ngơi một lát đi. Đông Phương Bạch y lời nằm xuống. Chúc Thái Hồng lấy chăn đắp cho chàng rồi dặn dò: Đại ca gác bỏ mọi chuyện, yên tâm mà nghỉ ngơi, như vậy có lợi cho thương thế của đại ca hơn. Dứt lời ra đi khép cửa lại. Đông Phương Bạch vốn đã rất mệt, giờ lại không cảm thấy buồn ngủ. Bao nhiêu việc lướt qua trong não của chàng không thể nghĩ đến. Lời của Chúc Thái Hồng đến giờ hãy còn là một ẩn số. Và có những điều không thể phủ nhận được. Nàng là một thiếu nữ vừa đẹp lại vừa tốt bụng. Nếu hai người cứ gần gũi nhau thế này sẽ dẫn đến một kết cục như thế nào đây? Về việc gã Ngư Lan đến kịp thời để cứu mình, rõ ràng là có người sắp xếp. Nhưng là ai? Mục đích là gì? Có phải cũng là người bí mật đã giúp mình rời khỏi Quỷ Thủ Lâm? Liên tiếp mấy án mạng xảy ra với cùng một thủ pháp. Ngoài Lưu Lăng cùng với Mạc Văn Tuấn ra, Kỳ Dư đều là người của Thái Dương Bang. Vậy đâu là tư thù cá nhân hay sự tranh chấp giữa các bang phái trong giang hồ đây? Thật không may mình lại bị vướng vào trong sự tranh chấp này. Sự hung hiểm chắc có thể sẽ tiếp diễn chứ không chịu dừng lại. Diễn biến sắp tới sẽ như thế nào? Bất Di lão nhân sao lại đột ngột bỏ nhà ra đi? Từ Gia Tập không phải là một địa phương lớn, tổng đàn của Thái Dương Bang cách đây hàng trăm dặm. Nhưng tại đây quyết án lại liên tiếp xảy ra. Bình khí của Mạc Văn Tuấn bị đánh rơi, rồi biến mất đi một cách thần bí, chứng tỏ có người trong bóng tối đang theo dõi mình. Bí mật của mình khổ công gìn giữ từ bấy lâu nay sẽ bị việc này mà lộ ra ngoài. Cuối cùng tất cả những việc này phải chăng có liên quan đến sự biến mất của Đại Quá Môn? Tất cả sự việc được khai diễn từ khi mình hỏi thăm Kích Thạch lão nhân về việc này. Nghĩ tới đây chàng không khỏi rùng mình. Ngoài cửa sổ sắc trời đã hừng sáng, Đông Phương Bạch cố ép mình để ngủ một giấc. Chúc Thái Hồng đang mơ màng ngủ, bỗng ngửi thấy một mùi dị hương. Nàng choàng tỉnh ngồi dậy. Ở trong phòng hãy còn tối, nàng không nhìn thấy rõ, liền nằm trở xuống. Cửa phòng bật mở, hai bóng đen rón rét bước vào, áp sát giường. Chờ một lúc, một trong hai người đưa tay sờ xuống giường kiểm tra, xong quay lại nói khẽ: Ngủ sai rồi. Người kia lên tiếng: Thì mang đi.
Khách ở trong điếm đã thức dậy, nếu đi cửa chính, cửa sổ được không? Sợ làm kinh động bên kia phòng càng bất tiện, hay là ra ngoài lên mái ngói? Hay lắm, làm đi. Trời gần sáng, ở một đầu của Đại Thạch Kiều, Thái Dương Bàn, Lý Phó Bàn Chủ đối diện với Thiết Trưởng Lão Lão. Mấy tử thi vẫn ở hiện trường, bọn thuộc hạ tạm thời lui ra, bốn bề vắng lặng như tờ. Thiết Trưởng Lão Lão lại lên tiếng: Lý Phó Bàn Chủ, lão thần đã có thông tri rõ ràng, nội trong 3 tháng không được động đến Vô Trường công tử, tại sao ngươi không giữ lời vậy? Lão lão, người bị hại hãy còn ở hiện trường kìa, bản ban làm sao nhịn được? Quý ban lấy gì chứng minh hắn là hung thủ chứ? Sự thật rành rành, từ khi hắn xuất hiện, Tô Đường chủ, Thạch Tổng Hương chủ, rồi Hà giám sát lần lượt bị sát hại, mà lần nào cũng có những chứng cứ hắn có mặt ở tại hiện trường. Tối qua hắn quyết đấu với Bạch Mã công tử, kết cục Hà giám sát cùng Bạch Mã công tử phơi thay ở tại đây, chứng cứ rành rành đó. Theo lão thân được biết, hắn với Bạch Mã công tử quyết đấu ở phía Tây Tập, chứ đâu phải là Đại Thạch Kiều này. Hắn không phải hành động đơn lẻ, còn có người phối hợp, bằng không đêm qua dù có mọc cánh cũng khó mà thoát chết.